không phải là ở Tâm Nguyên. Em là em ở Sài Gòn. Cảm ơn nha, em xinh quá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh mạnh vô nha. Hello ạ, em hello ạ, chào mừng để em chào lại ạ. Em làm nghề gì vậy? Em làm nghề mẫu ảnh với lại là diễn viên, dancer. Nó cũng đi là sao? Ờ đúng rồi, em làm idol. Ôi em nói chuyện với mọi người đây, nói chuyện 4 giờ em tắt lại. Để em hứa, em hứa cái gì, hứa 3 giờ rưỡi tắt lại, nhưng mà giờ em hứa lại 4 giờ em tắt, tại vì em mất đi công việc. Các bạn Zalo nha, ok. Có ai muốn các bạn Zalo thì gửi qua cho em, gửi số thoại qua cho em nha. Ok. Tự nhiên nãy like đang lên à, tự nhiên sập cái giờ mất tiêu hết. À, anh cho em lại đi, em cho không được đâu. Anh có nhắn tin vào cái em rảnh rảnh em vô em đọc tin nhắn.
nhà làm gì, nhà em đó làm gì đâu. Ok mọi người có kết bạn Zalo hay là cái gì em, mọi người cứ gửi tin nhắn vào đây nha. À, em sinh năm 99. Mọi người ơi, mọi người cứ chia sẻ và like cho em nha. Dạ em cảm ơn Thắng. Thắng ơi cho em 3 sao luôn được không Thắng? Anh đang nghĩ cái nhà đó, cho em 3 sao được không ạ? Để em làm nhiệm vụ nha cả nhà ơi. Dạ em nghe lên cứng rồi. Dạ ba kêu nó đi lấy đồ giống mẹ chị á, nó nói chị á, chị hai giờ lấy nè, chị cho con chạy biến nữa chị hai để đâu nhà lắm nữa sao mà biến không bỏ này không nói gì đó. Mọi người ơi, mọi người ơi, đâu rồi, cho em lên một ngày được không? Em cảm ơn Ruby ạ. Cảm ơn đại thân nhà. Cho em ra 1 ngàn được không anh? Cho em ra 1 ngàn đi để tối em làm cho đủ nhiệm vụ. Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Mọi người vào vào đi mọi người ơi. Ruby ơi, Ruby cố em Ruby ơi, cho em này đi Ruby ơi. Wow. Wow, wow, wow. 1 ngàn anh Ruby ơi, cố lên. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Thank you anh. Mọi người ơi, mọi người ơi, chia sẻ và ủng hộ giùm em nha mọi người ơi. Cái gì vậy? Mẹ ở ngoài tập quá, ra ngoài tập quá kìa. Đi nhanh và lẹ. Ghen ghen, tao xuống tao ghen vậy. Con khóc kìa, không phải là con mà là em. Đâu la tối ngày em làm gì đã có con, em còn chưa có bồ, có con gì. Mọi người ơi, mọi người vào đi mọi người ơi, mọi người cứ chia sẻ và cho em một cái follow nha mọi người. Em đang soi ít đây nè. Em đang soi ít hả? Giấc này có ít rồi hả? Em nói em còn chưa có Ni. Ni là người yêu đấy. Em còn đang soi ít. Soi ít. À vậy à? Sợ, sợ gì? Dễ thương. Em dễ thương thế này làm gì?